Chào nhà thuốc, em mang thai được 6 tháng. Vừa rồi em đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ kết luận là em bị đường huyết tăng cao hơn so với mức bình thường. Em muốn sử dụng cây dây thì canh để hạ đường huyết trở về mức ổn định. Không biết là phụ nữ đang mang thai thì có uống được cây dây thì canh hay không? Em mong sớm nhận được câu trả lời từ nhà thuốc. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Dây thì canh có tác dụng là hạ đường huyết rất là tốt, là một trong những loại thảo dược được rất là nhiều bệnh nhân tiểu đường tin tưởng sử dụng hiện nay. Tuy nhiên thì đây cũng là một loại thuốc thảo dược, do vậy thì không phải ai cũng có thể sử dụng được bạn nhé. Phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ là những đối tượng rất là cần cẩn trọng khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ sau này. Là một loại thảo dược tốt và ít tác dụng phụ, nhưng hiện nay thì chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào khẳng định cây dây thì canh an toàn cho bà bầu và trẻ nhỏ. Do vậy thì trường hợp của bạn không nên sử dụng cây dây thì canh bạn nhé. Dưới đây là một số đối tượng không nên sử dụng cây dây thì canh. Phụ nữ đang mang thai, phụ nữ sau khi sinh, trẻ nhỏ dưới 16 tuổi và người bị tiêu chảy. Một số thông tin tôi xin phép được chia